Hoàng Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Bản tin ngày 23 tháng 6 sẽ có những thông tin đáng chú ý như sau. Các hạn chế biên giới Canada sẽ được nới lỏng hơn nữa trong những tuần tới. Cách sử dụng ứng dụng ArriveCan nếu bạn không có điện thoại smartphone. So sánh giữa các thương hiệu vaccine đã dẫn đến sự do dự trong việc kết hợp vaccine Moderna và Pfizer. Tỉnh Quebec chuyển xuống mức báo động thấp nhất khi số ca bệnh tiếp tục giảm. Các nhà đầu tư chiếm 1/5 lượng mua nhà ở Canada đẩy giá nhà đất lên cao. UNESCO cho biết vương quốc gia Wood Buffalo của Alberta đang gặp nguy hiểm do ảnh hưởng của công nghiệp hóa và quản lý kém. Liên Hiệp Quốc nói rằng rạn san hô Great Barrier nên được thêm vào danh sách đang gặp nguy hiểm khiến Úc tức giận. Khối châu Âu mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với đơn vị quảng cáo của Google. YouTube giành được chiến thắng lớn trước Liên minh châu Âu về bản quyền. Chính phủ Tây Ban Nha ân xá cho 9 nhà lãnh đạo Catalan bị bỏ tù. 3 ngân hàng cam kết cho vay không lãi suất để hỗ trợ Vietnam Airlines. Ấn Độ tuyên bố có biến thể COVID-19 mới là biến thể Delta Plus đáng quan tâm. Rất cảm ơn các bạn dành thời gian theo dõi bản tin hôm nay, được thực hiện bởi Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Chúng tôi cũng kính mời quý vị ghé thăm trang web của Culture để đọc các bản tin và các bài viết khác tại culturemagazine.com. Sau đây, mời các bạn đến với bản tin chi tiết. Thủ tướng Justin Trudeau đã đưa ra tín hiệu rằng chính phủ có khả năng sẽ nới lỏng một số biện pháp biên giới nghiêm ngặt nhất vào mùa hè này, mặc dù Ottawa không ngại đóng cửa lâu hơn nếu lượng khách du lịch lớn đe dọa sức khỏe cộng đồng. Hôm thứ Hai, thì chính phủ liên bang đã cho biết những người Canada và thường trú nhân đã được tiêm phòng đầy đủ có thể không cần cách ly khi trở về nước từ khuya ngày 5 tháng 7. Tất cả du khách vẫn cần xét nghiệm PCR âm tính được thực hiện 72 giờ trước khi khởi hành. Tuy nhiên, biên giới sẽ vẫn đóng cửa đối với người nước ngoài bất kể tình trạng tiêm chủng của họ. Tình trạng đóng cửa đã khiến một số nhà lập pháp Hoa Kỳ, hiệp hội kinh doanh và những người Canada muốn đoàn tụ với gia đình và bạn bè giận dữ. Thủ tướng Trudeau nói, chúng tôi hy vọng sẽ có thêm tin tốt về việc mở cửa trở lại trong những tuần tới. Nhưng tất nhiên, điều đó phụ thuộc vào tỷ lệ tiêm chủng, tình hình COVID, các biến thể lo ngại và tình hình ở những nơi khác. Khi được hỏi về số người Canada cần được tiêm phòng đầy đủ để hoạt động du lịch trở lại như bình thường, Thủ tướng Trudeau cho biết đó không phải là yếu tố duy nhất cần cân nhắc. Thay vào đó, Canada sẽ thực hiện một cách tiếp cận thận trọng, từ từ và sẽ không cúi đầu trước áp lực từ Hoa Kỳ hoặc những người khác để tăng tốc tiến trình này, ông nói. Trong khi dữ liệu cho thấy những người được tiêm chủng đầy đủ được bảo vệ khỏi COVID-19 và các hậu quả nghiêm trọng, những người được tiêm hai liều vaccine vẫn có thể lây bệnh cho người khác. Tiến sĩ Theresa Tam là giám đốc y tế công cộng cho biết, Canada sẽ chỉ cho phép khách du lịch nước ngoài vào nước khi Canada có khả năng chống chọi COVID-19 tốt hơn. Tiến sĩ Tam đã nói trước đây rằng, chính phủ có thể bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp y tế công cộng sau khi 75% dân số đủ điều kiện đã được tiêm chủng một phần và 20% đã được tiêm hai liều. Tuy nhiên, hướng dẫn đó chỉ áp dụng trong nước, còn quyết định về biên giới vẫn phụ thuộc vào tình hình dịch tễ học quốc tế. Chính phủ cũng muốn bảo đảm rằng loại vaccine hiện tại hiệu quả với bất kỳ biến thể đáng lo ngại nào trước khi dỡ bỏ các hạn chế nghiêm ngặt nhất. Tình hình COVID-19 của Hoa Kỳ đã được cải thiện đáng kể trong 6 tháng qua. Quốc gia này đang báo cáo 11.000 trường hợp mới mỗi ngày, giảm so với mức cao nhất là 250.000 vào tháng Giêng, nhưng tỷ lệ tiêm chủng vẫn bị đình trệ. Chính quyền Tổng thống Biden hôm nay đã thừa nhận rằng Hoa Kỳ sẽ không đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số người Mỹ với một liều vào ngày 4 tháng 7. Vaccine có rất nhiều ở Mỹ, nhưng chỉ 45% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ. Để các yêu cầu nhập cảnh được nới lỏng thêm, các du khách nước ngoài phải xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng để giảm nguy cơ nhập khẩu virus. Canada đang phát triển một chương trình hộ chiếu vaccine với Hoa Kỳ và các đối tác trên toàn cầu. Kể từ ngày 5 tháng 7, người Canada và thường trú nhân sẽ có thể tải bản sao chứng nhận vaccine của họ lên ứng dụng ArriveCan. Điều này sẽ cho phép họ vượt qua kiểm dịch bắt buộc tại khách sạn khi họ trở về. Thủ tướng Trudeau cho biết trong thời gian trung hạn sẽ có một chương trình liên bang chính thức kết nối hồ sơ sức khỏe của các tỉnh, giúp các nhân viên biên giới tiếp cận hồ sơ này. Hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng ArriveCan nếu bạn không có điện thoại smartphone. Chính phủ liên bang cho biết người dân phải sử dụng ứng dụng ArriveCan để được nhập cảnh.
họ cũng có thể sử dụng máy tính công cộng hoặc nhờ bạn bè giúp đỡ nếu không có thiết bị tương thích. Ứng dụng này có mặt trên Apple App Store và Google Play Store. Ứng dụng ArriveCan iPhone tương thích với mọi iPhone, iPod Touch hoặc iPad, chạy hệ điều hành iOS 12 trở lên. Trên Android thì ứng dụng yêu cầu phiên bản Android 6 trở lên. Nếu bạn không có điện thoại thông minh tương thích, tức là smartphone, bạn có thể gửi thông tin của mình qua phiên bản trình duyệt của ArriveCan, nghĩa là browser version của ArriveCan trên máy tính. Bao gồm, bạn có thể sử dụng máy tính công cộng tại thư viện, quán cà phê Internet hoặc khách sạn. Sau đó bạn vẫn phải in ra biên nhận ArriveCan. Khi đến nơi, nhân viên dịch vụ biên giới Canada sẽ yêu cầu xem biên nhận ArriveCan. Nếu bạn không mang theo điện thoại thông minh hoặc thiết bị khác, hãy bảo đảm rằng bạn chuẩn bị sẵn bản in biên nhận ArriveCan. Ngoài ra thì bạn có thể nhờ bạn bè hoặc thành viên gia đình có thiết bị tương thích điền thông tin và gửi biên nhận qua email cho bạn, nhưng bạn sẽ vẫn phải sử dụng máy in để in. Ứng dụng ArriveCan cũng giúp khách du lịch báo cáo mỗi ngày trong thời gian cách ly. Nếu bạn không thể truy cập vào ứng dụng trong thời gian cách ly, bạn cần gọi số 1-833-641-0343 hàng ngày để báo cáo với nhân viên liên bang. Sử dụng ArriveCan là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả du khách nhập cảnh bằng đường bộ hoặc đường hàng không, nhưng không rõ loại hình phạt nào sẽ áp dụng cho những du khách không tuân thủ. Trang web của chính phủ liên bang cho biết, những du khách mà không sử dụng ArriveCan sẽ không bị từ chối nhập cảnh, nhưng có thể phải đối mặt với sự chậm trễ do phải trả lời các câu hỏi bổ sung và có khả năng chịu hành động cưỡng chế. Tuy nhiên, các quan chức của cơ quan y tế công cộng nói rằng, những khách du lịch gặp phải trường hợp ngoại lệ nằm ngoài tầm kiểm soát của họ khiến họ không thể sử dụng ứng dụng hoặc nhờ người khác giúp sẽ không bị phạt khi xuất trình tài liệu bằng giấy. So sánh giữa các thương hiệu vaccine đã dẫn đến sự do dự trong việc kết hợp vaccine Moderna và Pfizer. Bất chấp những cam kết liên tục rằng Pfizer và Moderna đều an toàn và hiệu quả cao, một số người hy vọng tiêm vaccine Pfizer vẫn từ chối không muốn tiêm vaccine Moderna. Các quan chức y tế công cộng không ngừng nhấn mạnh rằng vaccine Pfizer và Moderna là như nhau và không có sự khác biệt đáng kể nào do cả hai đều sử dụng công nghệ mRNA. Những người mà đã tiêm liều 1 là AstraZeneca có thể lựa chọn tiêm liều thứ 2 cùng loại hoặc vaccine mRNA. Vì chuyến hàng từ Pfizer bị chậm trễ trong tuần này, nhiều người dân Ontario đã tiêm liều 1 là vaccine Pfizer đang được khuyến khích tiêm vaccine Moderna. Ông Justin Bates là giám đốc điều hành của Hiệp hội Dược sĩ tỉnh Ontario nói rằng có hàng ngàn người đã hủy cuộc hẹn hoặc bước ra khỏi phòng tiêm chủng khi được biết họ phải tiêm vaccine Moderna. Các chuyên gia cho rằng đây là kết quả của sự so sánh giữa các thương hiệu vaccine. Theo ông Peter Lowen, là một giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Toronto, dữ liệu lấy từ các cuộc khảo sát hàng tuần cho thấy người dân ít có mong muốn tiêm vaccine AstraZeneca hơn vaccine Pfizer và ít có mong muốn tiêm vaccine Moderna hơn vaccine Pfizer. Đây có thể là một trở ngại lớn trong kế hoạch tiêm chủng đầy đủ của Canada. Các quan chức thành phố Toronto sẽ tiếp tục xử lý các cuộc hẹn đã được đặt trước tại các phòng khám do thành phố điều hành trong vài tuần tới và sẽ tăng cường tiêm vaccine Moderna. Nguồn cung Pfizer có hạn sẽ được sử dụng cho người dưới 18 tuổi, vì đây là loại vaccine duy nhất được chấp thuận sử dụng cho độ tuổi đó. Trong khi đó, thì y tế của khu vực vùng Peel cũng cho biết vaccine Moderna sẽ được tiêm tại các phòng khám của mình cho đến ít nhất là ngày 24 tháng 6, nhằm để dành nguồn cung Pfizer cho những người từ 12 đến 17 tuổi. Tỉnh Quebec chuyển xuống mức báo động thấp nhất khi số ca bệnh tiếp tục giảm. Khi các ca bệnh giảm và tỷ lệ tiêm chủng gia tăng, Thủ hiến Quebec ông François Legault tiếp tục nới lỏng các hạn chế trên toàn tỉnh. Bắt đầu từ thứ Sáu, những người đã tiêm hai liều vaccine sẽ được phép tụ họp trong nhà mà không cần đeo khẩu trang. Tối đa là 3.500 người được cho phép tham gia lễ hội ngoài trời. Vào thứ Hai, ngày 28 tháng 6, thì toàn tỉnh sẽ chuyển sang vùng màu xanh, là mức cảnh báo thấp nhất theo hệ thống mã màu của tỉnh. Các chỉ số chính của đại dịch phần lớn theo hướng tích cực. Số ca bệnh hàng ngày đã giảm xuống dưới 100 ca trong ngày thứ hai liên tiếp, tỷ lệ nhập viện và tử vong cũng thấp. Ngoài ra, thì tổng cộng 80% dân số đủ điều kiện hiện đã được tiêm liều vaccine đầu tiên và 20% đã được tiêm cả hai liều. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn đáng kể ở nhóm người dưới 40 tuổi. Nhóm người từ 18 đến 29 tuổi thì có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất.
đó là 65%. Các quan chức y tế công cộng ở Montreal cho biết ưu tiên trong những ngày tới là tiếp cận khoảng 70.000 người Montreal từ 12 đến 45 tuổi chưa tiêm liều đầu tiên. Thủ hiến local và giám đốc y tế công cộng của tỉnh là tiến sĩ Horacio Aruda cho biết nhóm những người không được tiêm chủng vẫn là mối đe dọa lớn nhất, đặc biệt là trước sự gia tăng của biến thể Delta dễ lây truyền hơn. Sau đây là một số cập nhật nhanh về tình hình COVID-19 trên khắp Canada. Tỉnh Nova Scotia báo cáo 2 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong. Tỉnh sẽ mở cửa cho khách du lịch từ khu vực Đại Tây Dương vào thứ Tư, với các quy tắc sửa đổi cho những người đến từ New Brunswick. Khách du lịch từ New Brunswick có thể vào Nova Scotia vì bất kỳ lý do gì, nhưng sẽ có các yêu cầu cách ly dựa trên tình trạng tiêm chủng và xét nghiệm của họ. Tỉnh Nova Scotia chuẩn bị mở cửa biên giới cho khách du lịch từ bên ngoài khu Đại Tây Dương bắt đầu từ ngày 30 tháng 6, với các quy tắc cách ly tương tự như áp dụng cho những người đến từ New Brunswick. Hiện tỉnh chỉ chấp nhận các chuyến du lịch thiết yếu từ bên ngoài khu vực Đại Tây Dương. Tỉnh New Brunswick thì báo cáo 1 ca nhiễm mới. Có hơn 31.000 người dân New Brunswick đã đăng ký hạn tiêm liều vaccine thứ hai vào hôm thứ Hai. Đó là một kỷ lục mới. Tỉnh Prince Edward Island thì không có ca bệnh mới nào. Tại Newfoundland, các quan chức y tế báo cáo 1 ca nhiễm mới. Tính đến tối ngày 22 tháng 6, Canada báo cáo thêm 610 ca COVID-19 mới và thêm 71 tử vong, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 1.410.214. Trong số đó thì còn 10.128 ca còn bệnh, số ca tử vong là 26.155. Tính đến hôm nay, hơn 32,9 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó thì gần 25.2 triệu người dân, tức là 66% dân số đã được tiêm ít nhất một liều, và 20,5% dân số đã tiêm chủng đầy đủ. Tại tỉnh Quebec, các quan chức y tế báo cáo thêm 84 ca nhiễm mới và 4 ca tử vong. Cho đến nay thì tỉnh đã ghi nhận có 11.195 tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu. Hiện còn 161 người đang nhập viện vì COVID-19, trong đó 40 người đang được chăm sóc đặc biệt. Tỉnh Ontario thì báo cáo thêm 296 ca nhiễm mới và 60 ca tử vong, nhưng các quan chức tỉnh lưu ý rằng cả hai con số đều cao hơn thực tế vì một số lý do kỹ thuật trong dữ liệu. Tỉnh ghi nhận số ca tử vong tại tỉnh là 9.082 người kể từ khi đại dịch bắt đầu. Hiện còn 314 người đang nhập viện phòng chăm sóc đặc biệt, trong đó thì có 202 người đang cần trợ thở máy. Hiện biến thể Delta đáng quan tâm đang chiếm khoảng hơn 50% số ca nhiễm mới tại tỉnh, có nghĩa là biến thể này đang là biến thể chiếm ưu thế. Tỉnh BC hôm nay báo cáo thêm 56 ca nhiễm mới, không có ca tử vong nào. Hơn 1 triệu người ở tỉnh đã được tiêm chủng đầy đủ và 77,7% đã nhận được ít nhất một liều. Tỉnh đã ghi nhận có 1.743 ca tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu. Tỉnh hiện có 111 bệnh nhân đang nhập viện, trong đó 41 người đang được chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ hàng đầu của tỉnh BC là tiến sĩ Bonnie Henry, hy vọng rằng 75% người dân tỉnh BC đủ điều kiện sẽ được tiêm chủng đầy đủ chống lại COVID-19 vào cuối tháng 7. Tỉnh cũng hy vọng cuối cùng sẽ có hơn 80% dân số được tiêm hai liều. Bà Henry khuyến khích bất cứ ai được cung cấp một loại vaccine COVID-19 khác với vaccine mà họ đã nhận được lần đầu tiên, hãy nên tiêm. Tỉnh Alberta thì báo cáo 57 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong. Tỉnh hiện có 200 người nhập viện vì COVID-19, bao gồm 54 bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt. Tỉnh ghi nhận có 2.290 tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu. Thủ hiến Jason Kenney đã tuyên bố vào tuần trước rằng tỉnh sẽ bước sang giai đoạn 3 trong kế hoạch mở cửa trở lại vào ngày 1 tháng 7 và hầu như tất cả các hạn chế sức khỏe về COVID-19 đều được dỡ bỏ. Hôm thứ Ba, Giám đốc Y tế tỉnh là tiến sĩ Dina Hinshaw nói rằng việc dỡ bỏ các hạn chế sẽ mang lại những thách thức riêng. Khi các trường hợp giảm và tiêm chủng tăng lên, tất cả chúng ta phải sẵn sàng đối mặt với một loại thách thức mới. Học cách sống chung với COVID khi các hạn chế giảm bớt và cuộc sống bắt đầu cảm thấy gần gũi hơn với cuộc sống bình thường trước khi COVID-19 đến. Tại các tỉnh vùng Prairie, Manitoba báo cáo 4 ca tử vong và 69 ca nhiễm mới, tiếp tục xu hướng giảm. Tỉnh ghi nhận có 1.129 ca tử vong cho đến nay. Trong khi đó, thì tỉnh Saskatchewan báo cáo thêm 36 ca nhiễm mới và không có thêm ca tử vong nào. Tỉnh cũng đã ghi nhận 565 trường hợp tử vong cho đến nay. Cơ quan y tế Saskatchewan cho biết do vaccine Pfizer bị trì hoãn trong tuần này, nhiều phòng khám sẽ chỉ tiêm vaccine Moderna.
Trong bản tin về tình hình bất động sản ở Canada, các nhà đầu tư chiếm 1/5 tổng số giao dịch mua nhà ở Canada, làm sôi nổi thêm cuộc tranh luận về ảnh hưởng của họ đối với giá bất động sản đang tăng vọt và nhu cầu nhà ở. Khi Hiệp hội Bất động sản Canada cho thấy giá nhà trung bình trên toàn quốc cao hơn 38% so với một năm trước, các nhà đầu tư bất động sản bị cáo buộc đã làm tăng giá. Tuy nhiên, các chuyên gia và nhà kinh tế về nhà ở vẫn chưa thể định lượng được tác động này đối với việc định giá là như thế nào. Số liệu từ Ngân hàng Trung ương Canada cho thấy tỷ lệ mua nhà từ nhà đầu tư ở Canada đạt mức cao là 21,7% vào mùa xuân năm 2018, trước khi giảm xuống chỉ dưới 20% vào năm 2019. Số liệu gần đây nhất là 20,1% vào tháng 2. Tại khu vực Greater Toronto và Hamilton thì con số đó là 22,7%. Các nhà đầu tư bất động sản đã phải chịu nhiều sự soi mói sau khi có tin rằng một nhà phát triển căn hộ ở Toronto đang có kế hoạch mua nhiều ngôi nhà trị giá 1 tỷ đô la để phát triển thành bất động sản cho thuê vào năm 2026. Tỷ lệ nhà trống cho thuê ở Canada là dưới 3% và cuộc khủng hoảng nhà ở có giá cả phải chăng đang hoành hành khắp đất nước. Nhà cho thuê đã trở thành tài sản ưa chuộng của các nhà đầu tư lớn. Những người này tin rằng họ có thể kiếm được lợi nhuận ổn định bằng cách tăng giá cho thuê. Giá nhà tăng nhanh đến mức các thành phố từng được coi là có giá cả phải chăng đang phải đối diện với giá nhà gần chạm mốc 1 triệu đô la. Nhiều người dân, bao gồm cả những người có thu nhập cao, cũng không thể mua nhà và buộc phải thuê. Một báo cáo từ chương trình thống kê nhà ở của Canada cho thấy, mức độ sở hữu của nhà đầu tư cao nhất trong khu dân cư gần Đại học BC ở Vancouver là 47% bất động sản trong khu vực này do các nhà đầu tư nắm giữ. Báo cáo cũng cho thấy rằng ở thành phố Toronto, hơn 1/3 thị trường căn hộ thuộc sở hữu của những người không sống trong các căn hộ đó. Họ thường cho người khác thuê hoặc để trống. UNESCO cho biết vườn quốc gia Wood Buffalo của Alberta đang gặp nguy hiểm do ảnh hưởng của công nghiệp hóa và quản lý kém. Vườn quốc gia lớn nhất của Canada hiện đang bị đe dọa bởi sự phát triển từ thượng nguồn và quản lý kém và có thể được đưa vào danh sách các di sản thế giới đang bị đe dọa. UNESCO đã công bố bản thảo về vườn quốc gia Wood Buffalo của Alberta trong tuần này. Công viên này có lượng nước ngọt lớn thứ hai thế giới. UNESCO đã lo ngại về tình trạng của công viên kể từ năm 2017, khi phát hiện thấy 15 trong số 17 tiêu chuẩn sinh thái của công viên đang xấu đi. Mặc dù nhận được hỗ trợ từ chính phủ liên bang, bao gồm 60 triệu đô la để quản lý và giám sát nước, công viên vẫn chưa giải quyết được những thách thức quan trọng. Đặc biệt, các ao chứa dầu và chất thải ở thượng nguồn từ công viên vẫn tiếp tục phát triển. Một số nghiên cứu khác đã kết luận rằng các ao này đã bị rửa trôi vào sông Athabasca qua nước ngầm. Trong khi đó, thì tỉnh Alberta không đạt được tiến bộ nào trong việc đánh giá rủi ro cho các ao này như đã hứa trước đó. Vấn đề trước mắt là những mối đe dọa mà công viên phải đối mặt đến từ bên ngoài biên giới. Tỉnh BC, Alberta và Ottawa đã không làm việc cùng nhau để xây dựng một kế hoạch tổng thể. Được thành lập vào năm 1922, Wood Buffalo có gần 45.000 km2 rừng, đất ngập nước, hồ, sông và đồng bằng. Hàng triệu con chim di cư biến nơi đây thành nơi sinh sản. Đây là nơi sinh sống của một trong những đàn bò rừng gỗ còn được biết với tên là bò rừng núi, lớn nhất, còn sót lại và đa dạng về mặt di truyền nhất, đồng thời là nơi sinh sản tự nhiên cuối cùng còn sót lại trên thế giới của xéo đất. Chuyến GO Train mùa hè giữa Toronto và Niagara Falls bắt đầu chạy vào thứ Bảy. Các chuyến tàu GO Train mùa hè vào cuối tuần giữa Niagara và Toronto sẽ bắt đầu hoạt động vào thứ Bảy. 4 chuyến khứ hồi, tức là 8 chuyến tàu mỗi ngày, sẽ chạy trong các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các thứ Hai trong ngày lễ, trong những tháng có thời tiết tốt hơn. Tuyến này sẽ có tổng cộng 7 điểm dừng, đó là Exhibition, Port Credit, Oakville, Burlington, Aldershot và St. Catharines. Nằm giữa các điểm xuất phát là Union Station và Niagara Falls. Các chuyến đi từ Toronto có giá 25 đô la cho người lớn. Trẻ em đi chung với người lớn sẽ được miễn phí. Niagara Park cũng sẽ có các gói vé bao gồm dịch vụ xe bus, WeGo khứ hồi để đưa khách đến các điểm tham quan ở Niagara. Gói vé dành cho gia đình sẽ cho phép một cặp người lớn và 3 trẻ em, hoặc một người lớn và 4 trẻ em đi lại bằng cả Go và WeGo chỉ với 62 đồng 20 cent. Tiếp theo sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý khác trong ngày.
Liên Hiệp Quốc nói rằng rạn san hô Great Barrier nên được thêm vào danh sách đang gặp nguy hiểm, khiến Úc tức giận. Khối châu Âu mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với đơn vị quảng cáo của Google. YouTube giành được chiến thắng lớn trước Liên minh châu Âu về bản quyền. Chính phủ Tây Ban Nha ân xá cho 9 nhà lãnh đạo Catalan bị bỏ tù. 3 ngân hàng cam kết cho vay không lãi suất để hỗ trợ Vietnam Airlines. Ấn Độ tuyên bố có biến thể COVID-19 mới là biến thể Delta Plus đáng quan tâm. Vào hôm thứ Ba, một ủy ban của Liên Hiệp Quốc đã đề nghị rạn san hô Great Barrier Reef nên được thêm vào danh sách các di sản thế giới đang gặp nguy hiểm. Trước đề nghị này thì Úc đã phản ứng rất giận dữ, cho rằng có sự can thiệp chính trị. Ủy ban của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc trực thuộc UNESCO cho biết triển vọng dài hạn đối với hệ thống rạn san hô lớn nhất thế giới đã xấu đi và cần phải có hành động để chống lại tác động của biến đổi khí hậu. Bộ trưởng Môi trường Úc là Susan Ley cho biết Canberra sẽ phản đối khuyến nghị, nói rằng nó đã đi ngược lại lời khuyên được đưa ra chỉ một tuần trước và bảo vệ việc bảo vệ rạn san hô của Úc. Việc này lật đổ hoàn toàn quy trình bình thường, Bộ trưởng Ley nói. Trong nhiều năm qua, Úc đã chiến đấu để giữ cho rạn san hô Great Barrier Reef, một điểm thu hút khách du lịch lớn hỗ trợ hàng nghìn việc làm, ra khỏi danh sách đang gặp nguy hiểm. Bước đi này có thể dẫn đến việc nó bị xóa tên khỏi các di sản thế giới. Bên cạnh đó thì cơ quan di sản nghệ thuật Liên Hiệp Quốc cũng cho biết họ sẽ xem xét đề xuất đưa Venice vào danh sách nguy cấp nếu thành phố không ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với các tàu du lịch cập cảng ở đó. Khối châu Âu đã mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với đơn vị quảng cáo của Google. Mới đây thì Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của khối châu Âu đã mở một cuộc điều tra mới đối với Google để đánh giá xem liệu gã khổng lồ công nghệ có vi phạm các quy tắc chống độc quyền bằng việc thiên vị dịch vụ quảng cáo của mình hay không. Phó Chủ tịch Ủy ban điều hành Ủy ban châu Âu là Margaret Vestager cho biết trong một tuyên bố, Google thu thập dữ liệu để sử dụng cho các mục đích quảng cáo có mục tiêu, bán không gian quảng cáo và cũng hoạt động như một trung gian quảng cáo trực tuyến. Vì vậy, Google hiện diện ở hầu hết các cấp của chuỗi cung ứng quảng cáo trực tuyến. Chúng tôi lo ngại rằng Google đã khiến các dịch vụ quảng cáo trực tuyến của đối thủ khó cạnh tranh hơn. Theo một phần của cuộc điều tra mới, thì ủy ban sẽ đánh giá các hạn chế mà Google đã đặt ra cho các nhà quảng cáo, nhà xuất bản và các bên thứ ba khác trong việc truy cập dữ liệu về danh tính người dùng và hành vi của người dùng. Người phát ngôn của Google cho biết, hàng ngàn doanh nghiệp châu Âu sử dụng các sản phẩm quảng cáo của chúng tôi để tiếp cận khách hàng mới và tài trợ cho các trang web của họ mỗi ngày. Họ chọn chúng vì chúng có tính cạnh tranh và hiệu quả. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác một cách xây dựng với Ủy ban châu Âu để trả lời các câu hỏi của họ và chứng minh lợi ích của sản phẩm của chúng tôi đối với các doanh nghiệp và người tiêu dùng châu Âu. YouTube đã giành được chiến thắng lớn trước Liên minh châu Âu về bản quyền. Vào thứ Ba, tòa án hàng đầu của Liên minh châu Âu đã phán quyết rằng YouTube thuộc sở hữu của Google và các nền tảng trực tuyến khác không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với các video tải lên và vi phạm bản quyền trong một số trường hợp nhất định. Về cơ bản thì các nền tảng trực tuyến không trao đổi trực tiếp với những đối tượng xem các nội dung có bản quyền nhưng được đăng tải trái phép bởi người dùng, tòa án công lý châu Âu cho biết. Tuy nhiên, YouTube và các nền tảng khác vẫn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu họ có thông tin cụ thể rằng nội dung có bản quyền được đăng một cách bất hợp pháp trên nền tảng của mình và không nhanh chóng xóa hoặc chặn quyền truy cập vào nội dung đó. Khối châu Âu gần đây đã đưa ra các cải cách về bản quyền nhằm làm cho các quy tắc của mình phù hợp với thời đại kỹ thuật số. Vào thời điểm đó, một phần của luật đã gây ra tranh cãi lớn vì YouTube, Facebook và các nền tảng khác sẽ phải cài đặt bộ lọc để chặn người dùng chia sẻ tài liệu có bản quyền. Phán quyết hôm thứ Ba tập trung vào các quy tắc bản quyền cũ trong khối. Vụ việc bắt nguồn từ một vụ kiện của nhà sản xuất âm nhạc Frank Peterson chống lại YouTube khi các bản ghi âm vào năm 2008 mà ông giữ bản quyền bị đăng tải trái phép. Chính phủ Tây Ban Nha đã ân xá cho 9 nhà lãnh đạo Catalan bị bỏ tù. Thủ tướng Tây Ban Nha đã kêu gọi một kỷ nguyên đối thoại và hiểu biết mới khi chính phủ do đảng xã hội đứng đầu ân xá cho 9 nhà lãnh đạo độc lập Catalan. Được biết, 9 nhà lãnh đạo trước đó đã đóng vai trò trong việc thúc đẩy ly khai khu vực bất hợp pháp, vốn đã thất bại cách đây 4 năm
khiến đất nước rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị nặng nề nhất trong nhiều thập kỷ. Thông báo này đã gây tranh cãi gay gắt vào thứ Ba. Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết quyết định này được đưa ra vì lợi ích của sự thống nhất quốc gia và sự gắn kết xã hội. Những người được ân xá bao gồm cựu phó tổng thống Junqueras, nhiều cựu bộ trưởng và nhà hoạt động chính trị. Tất cả đều bị kết các tội danh như dụ dỗ và lạm dụng công quỹ và bị tòa án tối cao của Tây Ban Nha kết án từ 9 đến 13 năm tù vào tháng 10 năm 2019. Tuy nhiên, trong khi Thủ tướng Sanchez cho biết các lệnh ân xá sẽ trả tự do cho 9 nhà lãnh đạo ly khai bị bỏ tù, ông nhấn mạnh rằng những người bị kết án sẽ vẫn bị cấm khỏi văn phòng công quyền. Ngoài ra thì người được ân xá không được phạm tội nghiêm trọng trong một thời hạn nhất định. Ba ngân hàng cam kết cho vay không lãi suất để hỗ trợ Vietnam Airlines. Ba ngân hàng Việt Nam đã cam kết cho Vietnam Airlines vay 4.000 tỷ đồng, tức là 173,8 triệu đô la Mỹ, để giúp hãng hàng không đang gặp khó khăn vượt qua tác động của đại dịch và tránh phá sản. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Hà Nội và SEA Bank sẽ thực hiện các khoản cho vay không tính lãi trong tháng này và đầu tháng tới. Báo cáo cho biết vào cuối năm nay, hãng sẽ đưa ra một kế hoạch phát hành cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu để huy động vốn. Trước đó, hãng hàng không do chính phủ sở hữu 86% này đã báo lỗ ròng 4,97 ngàn tỷ đồng trong quý 1. Ấn Độ tuyên bố có biến thể COVID-19 mới là biến thể Delta Plus đáng quan tâm. Hôm thứ Ba, thì Ấn Độ tuyên bố một biến thể coronavirus mới là đáng lo ngại và cho biết gần 20 trường hợp đã được phát hiện ở ba bang. Bộ trưởng Y tế Liên bang Rajesh Bhushan cho biết một biến thể được xác định tại địa phương là Delta Plus đã được tìm thấy trong 16 trường hợp ở bang Maharashtra. Bộ cho biết biến thể Delta Plus cho thấy khả năng truyền tải tăng lên và khuyến nghị các bang tăng cường thử nghiệm. Hôm thứ Hai thì Ấn Độ đã tiêm vaccine kỷ lục cho 8,6 triệu người khi bắt đầu tiêm vaccine miễn phí cho tất cả người lớn. Nhưng các chuyên gia đang nghi ngờ rằng nước này có thể duy trì tốc độ đó. Một chuyên gia về chính sách công và hệ thống y tế nói với Reuters rằng điều này rõ ràng là không bền vững. Với lượng vaccine kéo dài một ngày như vậy, nhiều tiểu bang đã tiêu thụ hầu hết các kho vaccine hiện tại của họ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc tiêm chủng trong những ngày tiếp theo. Với nguồn cung cấp vaccine dự kiến hiện tại trong vài tháng tới, tỷ lệ tối đa có thể đạt được hàng ngày là 4 đến 5 triệu liều. Nỗ lực tiêm chủng này cho đến nay đã bao phủ khoảng 5,5% trong số 950 triệu người đủ điều kiện, mặc dù Ấn Độ là nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới. Đợt sóng thứ hai kinh hoàng trong tháng 4 và tháng 5 đã áp đảo các dịch vụ y tế, giết chết hàng trăm ngàn người. Hình ảnh những dàn hỏa táng rực cháy trong các bãi đổ xe đã đặt câu hỏi về việc triển khai vaccine hỗn loạn. Kể từ tháng 5, lượng tiêm chủng trung bình có ít hơn 3 triệu liều mỗi ngày, ít hơn nhiều so với con số 10 triệu mà các quan chức y tế cho là rất quan trọng để bảo vệ hàng triệu người dễ bị tổn thương trước những đợt bùng phát mới. Sau đây là một số cập nhật tình hình khác về COVID-19 trên thế giới. Tính đến thứ Ba, hơn 178,9 triệu ca nhiễm COVID-19 đã được báo cáo trên toàn thế giới. Số người chết là hơn 3,8 triệu người. Tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương, Tổng thống Philippines đã đe dọa sẽ ra lệnh bắt giữ những người Philippines mà từ chối tiêm vaccine COVID-19 và yêu cầu họ rời khỏi đất nước nếu họ không hợp tác với các nỗ lực ngăn chặn đại dịch. Một luật sư nhân quyền là Edgar Olalia nêu quan ngại về lời đe dọa của ông, nói rằng Tổng thống không thể ra lệnh bắt giữ bất kỳ ai không phạm tội. Tại châu Phi, thì Ngân hàng Thế giới và Liên minh châu Phi cho biết họ sẽ làm việc cùng nhau để đẩy nhanh quá trình tiêm chủng COVID-19 cho 400 triệu người trên khắp châu Phi. Mục tiêu là 60% dân số trong châu lục sẽ được tiêm chủng vào năm 2022. Tại châu Mỹ, thì Nhà Trắng đã đưa ra kế hoạch chia sẻ 55 triệu liều vaccine của Mỹ trên toàn cầu. Khoảng 75% được phân bổ cho châu Mỹ Latin và Caribbean, châu Á và châu Phi thông qua chương trình COVAX. Tại Trung Đông, thì Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 cho vaccine COVID-19 của mình, được đặt tên là Turcovac, bởi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Theo ông, thì vaccine này sẽ được sử dụng vào cuối năm nay. Israel thì đang có một đợt bùng phát mới khi số ca bệnh tăng đột biến trong tuần qua, hầu hết trong số họ là trẻ vị thành niên có biến thể Delta.
Người dân bắt buộc phải mang khẩu trang ở sân bay Ben Gurion và sẽ có nhiều xét nghiệm nghiêm ngặt hơn cho khách du lịch. Bộ Y tế Israel đã báo cáo có 125 ca nhiễm coronavirus mới hôm thứ Ba, con số trong ngày cao nhất kể từ cuối tháng 4. Tại châu Âu, thì thị trưởng Moscow đã công bố những hạn chế sức khỏe mới do tình hình coronavirus vẫn còn rất khó khăn. Lực lượng đặc nhiệm chống coronavirus của Nga báo cáo Moscow có 6.555 ca nhiễm COVID-19 mới và cả nước có 16.715 ca nhiễm mới, đều cao gấp đôi so với một tháng trước. Thị trưởng Moscow cấm tất cả các sự kiện giải trí và thể thao có hơn 500 người. Bắt đầu từ thứ Hai tới, tất cả các nhà hàng, quán cà phê và quán bar ở Moscow sẽ chỉ phục vụ khách hàng đã được chủng ngừa, đã phục hồi sau khi bệnh trong vòng 6 tháng qua, hoặc có thể cung cấp xét nghiệm coronavirus âm tính được thực hiện trong vòng 72 giờ trước khi tới. Để chứng minh tính đủ điều kiện, khách hàng sẽ cần lấy mã QR tại trang web của chính phủ. Vào cuối ngày giao dịch của ngày 22 tháng 6, đồng đô la Canada bằng 0,8093 đô la Mỹ và bằng 0,6791 đồng euro theo Bank of Canada. Trong khi đó, thì 1 đô la Canada bằng 18.791 đồng Việt Nam theo Axie.com. Giá dầu thô WTI là 73,08 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 75 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng giao ngay là 1.778,62 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin Canada mới nhất do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Kính mời quý vị nhấn đăng ký subscribe để được thông báo các video tin tức tiếp theo. Kênh Culture Channel có video tin tức cập nhật hàng ngày, cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống, tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Mời các bạn đón theo dõi. Và xin hãy giúp Culture Channel chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết tin tức. Rất cảm ơn các ý kiến đóng góp của các bạn. Xin chúc các bạn nhiều sức khỏe và bình an. Hoàng Anh xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 tại tỉnh bang Ontario đang được tiến hành để giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus, bảo vệ mạng sống. Cho đến khi tất cả chúng ta đều đã được tiêm chủng, hãy nhớ đeo khẩu trang, rửa tay, giữ khoảng cách. Mỗi ngày đang có hàng ngàn người được tiêm chủng, rất nhanh sẽ đến lượt của quý vị rồi đó. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca/Ontario's COVID-19 Vaccination Plan hoặc quý vị gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.